Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình quốc tế quay xe sau ồn ào miệt thị Thiên Ân. Sau khi Zuvarinista từ bỏ danh hiệu Á hậu năm Miss Grand International, vị trí này được ông Lawat Issarizizo cân nhắc cho Thiên Ân và các thí sinh top 20. Liên quan đến ồn ào bị chỉ trích vì phát ngôn miệt thị ngoại hình, body shaming, Thiên Ân. Ông Lawat Issarizizo, chủ tịch cuộc thi Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình quốc tế, khẳng định bản thân ông không hề body shaming đại diện Việt Nam. Điều ông mong muốn nhất khi đó chỉ là đưa ra một lời giải đáp cho việc Đoàn Thiên Ân không xuất hiện trong top 10. Vô tình đã nêu ra khuyết điểm cơ thể người đẹp sinh năm 2000 trên sóng truyền thông không chính thống. Ngoài ra, sau khi người đẹp Zuvarinista của Mauritius xác nhận không còn là Á hậu năm Miss Grand International 2022, ông Lawat Issarizizo cho biết, đang cân nhắc vị trí này cho các thí sinh trong top 20. Theo chia sẻ, ông Lawat cũng cân nhắc cho đại diện Việt Nam, Đoàn Thiên Ân. Ông khẳng định vẫn yêu và ủng hộ Việt Nam, nhưng cảm thấy buồn và thất vọng trước những điều tiêu cực vừa xảy ra. Phát ngôn này hoàn toàn trái ngược với lời tuyên bố mạnh miệng trước đó của vị chủ tịch này. Cụ thể, trong một livestream, bà Teresa Chavisu, phó chủ tịch cuộc thi khẳng định dù thế nào Việt Nam vẫn trong trái tim của bà. Tiếp lời bà Teresa, ông Lawat tuyên bố, but now is not, tạm dịch, nhưng bây giờ thì không. Lời nói của ông khiến phán Việt càng thêm bất bình. Trước đó, ông Lawat đăng ảnh chúc mừng thí sinh Philippines từ top 20 là tân Á hậu năm, song nhanh chóng xóa đi sau vài phút. Thông tin người thay thế Zuva hiện chưa được công bố chính thức trên trang chủ. Ngày 28 tháng 10, trang chủ Miss Grand International thông báo Zuvarinista từ bỏ danh hiệu Á hậu năm vì không thể ký kết hợp đồng và hoàn thành nghĩa vụ. Zuvarinista không thể sử dụng danh xưng Á hậu Hoa hậu Hòa bình quốc tế từ nay về sau, cuộc thi cho biết. Tuy nhiên, Zuva cùng tổ chức Hoa hậu Hòa bình Mauritius phản bác Miss Grand International đăng tin chưa chính xác. Họ tung ra hình ảnh văn bản chỉ có chữ ký của ông Lawat. Zuva chưa đồng ý với nội dung trong văn bản này. Công bố của Miss Grand International không đúng sự thật. Hoa hậu Hòa bình Mauritius được đưa văn bản này để ký nhưng chúng tôi không đồng ý và cũng chưa ký, tổ chức Hoa hậu Hòa bình Mauritius thông tin. Theo tổ chức này, Zuva đơn phương bỏ danh hiệu và vương miện Á hậu năm do cảm thấy không phù hợp với hành xử của tổ chức Miss Grand International. Quốc tiệp, T.H.